Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi nhặt trứng ổng đây. Cái gì trời? Trứng của tôi đâu hết rồi trời? Gái ơi, ơi lấy đi con. Gái ơi. Nè tại mấy cái thùng này nè, đem mấy thùng này dựng bên đó đi cho nó vô đó nó ở. Yêu. Rồi con nhặt một trứng, con rửa cái trứng nào cũ á lấy. Mẹ con biết trứng nào cũ, trứng nào mới. Trứng này con mới nè. Này mới phải không? Ủa còn ấm luôn nè. Để nó nở đàng hoàng, đừng có dẹp nó nhiều, dẹp bánh bánh á. Rồi, thưởng cho con. Sao hả? Cầm cẩn thận nha. Uổng hả? Ăn trứng. Không để cho nó nở. Nè nè. Nè nè. Đừng có để cho nó. Hồi nãy nó che lại hết á. Nè, đem mấy cái thùng này qua bên kia. Để cho nó dịch xiên nó qua bên đó nó để. Đè.